Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ cho con, chỉ cho con ạ. Con mới ăn chay trường được 9 tháng mà con thấy trong người mệt lắm ạ. Con có người bảo với con do ăn chay, ăn nhiều rau nên nó mệt. Khổ, thầy nói cũng cảm thấy hơi mệt. Khổ lắm. Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con nên con nên ăn gì nhiều ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Một số người mới ăn chay cũng nói như con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Các vị nhìn, nhìn tay thầy đây nè. Ăn chay tay như tay lực sĩ. Nhìn tay các sư ông, các sư cô làm tất cả mọi công việc ở trong chùa ăn chay vẫn khỏe mà. Các vị cứ lên mà xem, các sư lái máy ủi, máy cày, máy xúc, máy gạt, thậm chí làm việc còn hơn những người ở bình thường ở chúng ta ngoài đời. Làm tất, các sư cô lái công đông, các sư cô, sư bác trèo lên lái công đông mà gì? Nhìn thầy nhìn thấy các sư cô lái công đông mà thầy cũng phải gì ạ? Phải A Di Đà Phật, bái phục, bái phục. Đấy, thế đấy. Đâu có phải ăn chay là yếu đâu. Nhưng chẳng qua là do mình gì, mình ăn nó không... nó không đúng. Ăn chay là phần bên ngoài, nhưng điều quan trọng cái tâm của chúng ta nữa. Nó cũng phải an tĩnh, nó phải vô lo vô nghĩ nữa, hoặc là ít lo ít nghĩ nữa. Còn ăn chay mà suốt ngày cứ lo nghĩ, cứ tính toán, cứ mưu mô, cứ đau khổ, thì xin thưa các quý vị, có thì ăn tất cả cái núi đồ chay thì nó vẫn cứ gì, vẫn cứ mệt và vẫn cứ bệnh. Ăn chay bên ngoài, nhưng phải tu tâm ở bên trong nữa. Trong ngoài kết hợp với nhau thì nó mới gì, nó mới khỏe. Khổ lắm. Cũng nên ăn những cái phải ăn chay ấy, các Phật tử chúng ta bước đầu, đặc biệt bước đầu cũng phải nghiên cứu. Ăn nó phải có đủ cái chất. Ví dụ như cái chất béo như là ăn lạc nè, ăn vừng nè, ăn muối vừng, thêm muối vừng, là ăn thêm lạc để cho vào để nấu canh. Ăn đậu nữa, trong cái ăn mình cái rau luộc không á, thì quả thật bước đầu ấy, khiến chúng ta cũng mệt mỏi. Và chân tay nó cái run run thế này này. Mấy tuần đầu á, mấy tuần đầu mà nó cứ run run thế này này, người nào mà không vững cái niềm tin nó bị người khác nói cho vài câu là gì, lại quay trở lại đi, thôi ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối thầy ạ. Kiểu thế. Đấy, cho nên ăn chay cũng phải tìm phương pháp đúng cách. Search ở trên mạng, tra trên mạng ấy có rất nhiều cái ăn chay. Mà ăn chay á, cái việc giữ cho sức khỏe tốt nhất là gì, ăn bớt dầu đi. Ăn chay mà ăn nhiều dầu không tốt đấy nhá. Ngày xưa tôi không biết, thầy không biết đấy. Thầy cứ ăn nhiều dầu cho nên bây giờ nhìn nó béo phì như thế này đây. Đó. Ăn bớt dầu đi. Cái dầu ăn bây giờ á, dầu nó không không tốt đâu. Các vị nghĩ xem bao nhiêu liền, mười mấy nghìn một lít dầu. Cái chai dầu một lít là bao nhiêu tiền? Hả? 18 nghìn á? 48 nghìn á? Bao nhiêu? 10 nghìn? 5 nghìn? 50? 50.000 một lít dầu. 50.000 một lít dầu. Các vị mua lạc bao tiền một cân? Hả? Lạc bao tiền một cân? Giơ tay lên thì sao? Cũng 50.000 một cân lạc. Các vị biết bao nhiêu cân lạc mới ép được một lít dầu không? Hả? Khoảng 2 cân rưỡi đến 2 cân 7 mới được một lít dầu. Vì chi là gì? Nếu mà mua lạc thì phải mất khoảng, tôi cứ cho 2 cân rưỡi, một cân 50.000, hai cân 100.000 và 225, khoảng 230.000. Hả? Họ ép ra, bây giờ thôi tôi cứ làm một bài toán thôi, cứ cho 100.000 tiền lạc, họ ép đi dầu ra thành bán ra, bán cho 50.000, chúng ta họ có lãi không? Lỗ. Cho nên á, cái dầu chúng ta ăn bây giờ á, nó chỉ là có một chút cái dầu thực vật, chút lạc, cái chút vừng, chút dừa ở trong đó thôi. Các vị biết họ sản xuất ra từ đâu không? Từ đâu? Tôi nói các quý vị đừng có sốc nhé. Từ đâu? Đừng sốc nhé. Từ dầu đấy các quý vị ạ. Từ cái dầu họ hút ở dưới, cái dầu dầu thô họ hút ở dưới biển đấy. Cái dầu đấy đấy, cái gì họ lọc ra nhiều thứ, cái chất nó gì nó ra ấy nhất, tốt nhất, bán đắt nhất đó là xăng. Xăng đi máy bay ấy,
Sau là đến xăng đi ô tô. Sau đến đến xăng gì? Xăng đi. Xăng đi gì? À dầu đi gì? Dầu diesel đó, dầu ma rút đó. Sau đó là đến gì? Đến những cái chất chất sau nữa là gì? Là nhựa đường. Nó trong đó nó ra một cái loại chất đó chính là dầu ăn của chúng ta đấy. Các vị đừng có sốc. Cho nên ăn ít thôi. Các Phật tử chúng ta ăn chay mà nhà có điều kiện thì nên gì? Nên mua lạc hoặc mua dừa, quả dừa về để đến là để nhờ họ làm, họ ép cho để chay riêng chúng ta ăn. Nhưng ở chùa này khổ nó đông như thế, ăn kiểu như thế thì chắc bán cả chùa lên đem cắm tượng Phật vào ngân hàng để lấy tiền để đãi chúng ta, không để làm cơm chúng ta không đủ. Cho nên bắt buộc phải có dầu, nhưng mà cũng ăn ít thôi. Xào nấu ăn ít, có ăn nhưng mà ít dầu thôi. Thứ nhất là không ăn nhiều dầu, chứ không phải là không ăn dầu, không ăn nhiều dầu. Gia đình Phật tử có điều kiện thì nên ép dầu lạc, dầu vừng, dầu mè, dầu dừa đấy mà ăn. Ăn cũng ăn ít thôi. Đấy, cái đầu tiên thì ăn chay cho có sức khỏe nhá. Là không nên ăn cái dầu nhiều, cái dầu họ bán ngoài chợ nhiều đâu, ăn ít thôi. Mà ăn cái dầu mình tự làm, tự ép lấy thì tốt nhất. Thứ hai, không nên ăn mì chính. Ăn mì chính là bị bệnh đấy các quý vị. Thầy khoảng độ 2-3 năm nay thì có ăn mì chính đâu. Hơn là phải 5-6 năm nay rồi. Ngày xưa không biết. Nhưng lúc đầu bỏ mì chính nó sẽ khó ăn đấy nhá. Nó ăn như là ăn cọng rơm để cho vào nấu canh ấy. Rau mà không, đang ăn mì chính quen mà bỏ mì chính nó ăn nó cứng như là ăn cọng rơm ấy. Đó, nhưng mà không sao, khoảng một vài tuần, một vài tháng là quen thôi. Đó, bỏ mì chính đi. Ăn mì chính là tổ sinh ra các bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư. Ăn mì chính cũng sinh bệnh ung thư. Người Nhật họ làm ra mì chính nhưng đến 80% dân số người Nhật họ không ăn mì chính. Các vị có sốc không? Người Nhật á, miguon. Miguon tức là mì gì? Mì chính á, Ajinomoto cái gì gì đó. Miguon thì nó quảng cáo đây như thế nhưng người Nhật 80% họ không ăn. Chúng ta thấy sốc không? Họ làm ra mà họ không ăn. Mình lại đi ăn. Đó, tự mình giết mình. Đã quen miệng rồi, bây giờ bỏ khó. Đấy, dầu ăn biết bớt đi. Mì chính không ăn, bỏ mì chính đi. Cái thứ hai, những cái đồ lên men, tức là mình làm cho nó ủ nó lên men rồi á, là cũng không nên ăn. Ăn cái đó thì nhẹ thì sinh là chướng bụng, nặng thì có thể là sinh ung thư, cũng không tốt. Đấy, những cái đồ lên men đấy, ăn cũng phải đúng cách đấy, không phải không đâu. Chúng ta ướp nó lên men rồi ấy. Những cái gì chúng ta ướp lên men, ngày xưa thầy rất thích ăn cái đậu gì của Trung Quốc, nó đậu hũ à. Thế vừa qua các cụ bảo là ăn chao đấy. Các cụ bảo không nên ăn những cái đồ đó. Mà nếu ăn là phải nấu chín nó lên, đừng có ăn sống cái chao như vậy. Phải cho vào xào nấu nó chín lên đó. Đó, sôi sủi lên 100 độ thì ăn thì cũng được. Nhưng còn nếu ăn sống luôn cái chao đó, ăn luôn như thế, nó lên men, vi khuẩn. Cái loại vi khuẩn thì có vi khuẩn tốt, vi khuẩn xấu, trong nó vào cơ thể chúng ta. Cho nên đấy, ăn chay cũng lắm điều chúng ta phải tìm hiểu, mà phải suy nghĩ. Các quý vị có thể gì vào trong mạng xem họ tư vấn cho ăn chay như thế nào cho đủ sức khỏe, cho tốt. Cũng nên như thế. Không có thì ăn chay mà yếu ớt, người thân chúng ta lại thấy xót xa, lại không cho ăn chay nữa. Hoặc là cứ đi ra nói ra nói vào, hôm nay nói câu mai nói câu, thì chúng ta thoái tâm bồ đề lúc nào không hay. Đấy, điều đó Phật tử chúng ta cũng nên gì, nên lưu tâm vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Yeah.